Hi, xin chào, lại là mình ở đây. Thì mới nãy cái clip trước á, mình đã giới thiệu cái máy hút sữa được công ty bảo hiểm tài trợ 100% miễn phí. Nếu mà mình có insurance thì 100% miễn phí nha. Thì sau đó thì mình sẽ giới thiệu các bạn về khi mà mình có máy hút sữa rồi thì mình cũng sẽ cần sữa công thức đúng không? Có là baby formula. Sữa công thức nó sẽ gần như là sữa mẹ và nó mang rất là nhiều dòng sản phẩm và nhãn hiệu ở xứ sở Hoa Kỳ này á. Người ta rất là xem trọng đứa bé đầu tiên của mình, thì khi mà họ đã được những cái thông tin là mình sẽ sanh em bé và có đứa bé đầu tiên, và những thông tin đó họ có thể sẽ lấy từ những bác sĩ sản khoa của mình á. Thì họ có được thông tin đó, họ sẽ gửi về những cái sản phẩm để cho mình thử. Nó gọi là sản phẩm sample thôi, là sản phẩm dùng thử, không có bán ngoài, có bán ngoài thị trường, nhưng mà cái sản phẩm này nó sẽ ghi là sản phẩm dùng thử. Họ gửi cho mình đó, hiệu Similac ha. Hiệu Similac và hiệu Enfamil, hai hiệu đó. Nhận được những cái hộp này nè, từ trước cửa họ gửi đến, mình cũng surprise tại vì mình không có order. Mình nói mình chưa có order đâu, sao mà nhận được những cái này. Thì đọc kỹ mình mới thấy là đây là những sản phẩm của công ty nổi, thương hiệu sữa nổi tiếng gửi để mình, khi em bé mình dùng thử thấy sản phẩm nào thích hợp thì mình sẽ mua. Đó là một phương thức họ quảng cáo rất là hiệu quả. Thì ở trong đây mình mở ra cho các bạn xem nha. Cái này mình đã mở rồi, nhưng mà mình sẽ mở ra. Ở đây nó, trong này nó có ba hộp nữa các bạn. Cái hộp này mình lấy ra luôn nha. Lấy hộp này dễ nha. Hộp này là sữa bột, sữa công thức, sữa infant formula, là sữa công thức cho như trẻ em. Nó có DHA nè, giờ để cho trí não nè. Nó có 30 cái nutrition, 30 dinh dưỡng để cho phát triển nè. Và hai prebiotic for immune health. Cái này để cho sức khỏe. Ok. Dùng từ 0 tháng đến 12 tháng, là dùng đến 1 tuổi nha. Nó có hai màu khác nhau. Một cái này là chuyên cho ease fussiness and gas này là giống như là nó giảm cái khóc, em bé hay khóc nè, hay có nhiều hơi khí trong bụng nè, và hay 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 khó chịu nè, đó. Thì nó ghi như vậy đó. Nó rất là lý tưởng cho supplementing, cho bổ sung thêm cái dinh dưỡng cho em bé. Đó. Dùng trong 24 tiếng, khi mình pha xong mình dùng trong 24 tiếng. Đây. Này là của hiệu Enfamil, thương hiệu nổi tiếng cái dòng sữa công thức ha. Và cho mình thêm cái nấm vú. Nấm vú này dùng một lần thôi. Nấm vú này để dùng với cái này. Cái này đã pha sẵn luôn rồi các bạn. Này là họ đã bỏ nước vào luôn rồi. Thì nó giống như vậy nè. Họ pha trong cái bình nhỏ này nè. Như vậy thì mình bỏ cái nấm vú này vô, chị em bé sẽ bú trực tiếp vô trong từ trong bình này luôn. Thì cái trong cái hộp này họ cho mình một chừng 6 chai này. Họ cho mình sẽ sample hàng dùng thử 6 chai này trong đây. Mỗi chai là có 20 calorie năng lượng ha. Ok. Nó là như vậy. Và trong đó nó có thêm rất là nhiều coupon. Coupon của hãng. Thì đã nói đây là một cái hình thức quảng cáo nên họ cho sản phẩm mà họ gửi mình thêm những cái coupon.
để mình sau này mình mua họ giảm được chừng 50 đồng vậy đó. Ok, cái này là của em Lịch Alphimil ha. Em thì trong đây nó có 3 hộp Similac sữa bột, cái này mình phải tự pha. 3 hộp 3 màu khác nhau, màu tím. Vậy là hai cái này ha, là của Similac mà họ gửi cho 2 tuần, cách nhau 2 tuần. Cũng như mình đã chia sẻ đó, cái này thực sự mình không có biết là mình không có đăng ký trên mạng xin những cái sản phẩm sample này, dùng thử này. Thì họ có thể họ lấy thông tin mình từ bác sĩ sản khoa của mình khi mà mình đi khám mỗi tháng đó, nên họ gửi về cho mình nha. Cái này mình không có biết, không có expect nó sẽ đến nhà, không có chờ đợi để đến nhà, tự nó đến thôi. Còn bên đây những cái này á, trên website mình sẽ ghi rõ ra là mình đã xin sample, xin sản phẩm dùng thử ở trên cái trang mạng nào, mình sẽ ghi rõ ra để những mom to be á, là những người mẹ sẽ muốn xin sản phẩm đó thì sẽ lên đó và xin ha. Đây, những cái dưới đây kế đó là những cái này là mình xin mà mình expect được nó sẽ gửi về cho mình, là những cái chai sữa uống của Similac nè. Cái này nó pha sẵn luôn, sữa công thức của Similac pha sẵn luôn, cũng giống như cái mình giới thiệu trước đó vậy đó. Nó mình chỉ cần bỏ nấm vú vào từng chai và cho em bé uống trong ngày thôi. Còn cũng những sữa bột của Emerfield, sữa bột của Emerfield, sữa bột của Similac. Cái đó, và cái này cũng là của Enfamil chứ. Enfamil ready to use, là nó pha nước sẵn trong đây rồi. Một bình này mình xài trong ngày hay là xài trong tuần vậy đó. Em bé nhỏ nên uống số lượng nhỏ lắm. Cái này chắc lúc mới sanh thì em bé có thể dùng xài trong tuần rồi. Cái này là Gentle Ease, là giảm cái sự khiếu chọ là khó chịu của baby nè, và giảm gas là ga, hơi ga trong bụng nè, giảm khóc nè. Đó, hai bình mình cũng xin được hai bình, họ gửi về cho mẫu. Ở ngoài nè, Baby Virus á, bán cái này cũng 8 đồng, hoặc là Walmart bán cũng 8 đồng một chai. Thì mình có những sample này cũng quý rồi, thì sau này thì mình phải mua. Nhưng mà mình sẽ dùng thử xem con trai của mình á, giới tính là con trai, thì sẽ thích hợp với dòng sữa nào. Có thể là em bé sẽ thích hợp với cả hai, hoặc là thích hợp với Enfamil hoặc là Similac. Tại vì có những dạ dày của em bé đó, uống những cái sữa không thích hợp đó, thì em bé đi đại tiện nó khó khăn hơn, có thể là sẽ bị delay đại tiện đó, không có đi, có thể đi phân không có rắn và đi lỏng, hoặc là 2 ngày một tuần, hay là 2-3 ngày mới đi được một lần. Thì mình sẽ chọn ra những cái dòng sữa thương hiệu thích hợp hơn. Nhưng mà trước hết mình sẽ cho bé dùng hai thương hiệu này trước. Tại vì hai thương hiệu này cũng là thương hiệu cũng khá là nổi tiếng cho dòng sữa công thức ha. Đó, đây là những cái món mà mình xin được, và mình sẽ ghi rõ ràng ra các size mà mình đã xin và họ gửi về. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.